Thì khi đạo ra đời á, trong tương lai con người á mới đoàn kết, mới thương nhau, cộng lại người tốt mới sống lại nha. Người xấu sẽ chết hết á, sẽ bị đột tử hay bị này bị kia mất hết, không có được đầu thai nữa. Chỉ còn người tốt để mà học, để mà học để trở về, thì lúc đó thế giới mới 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 hòa bình. Chỉ còn đạo quan trọng lắm á, đạo cái người này bên bên những cái người đạo kia, cũng giống như bên Trung Đông đâu có liên quan gì tới Mã Lai, mà nó bên đạo Hồi Mã Lai rồi thành ra phe đảng sau này mới gì, nó không có mấy chuyện đó nữa, chỉ có một đạo công bằng hết cái quả địa cầu này. Mà thời gian là bao nhiêu năm, 100 năm, 200 năm thì không biết, thì cũng đã đi rồi á. Mà cái đạo này là tự đốt đuốc mà đi, cái này mới thật sự là tự đốt đuốc mà đi đó, không cần thầy. Tại giờ ông thầy cũng làm sai, ông kéo qua đám theo sai, cũng không quy y, thì tự mình ra hướng đông bắc mình quy y, mình xin trên mình làm một cái pháp danh đổi họ, còn cái tên trên giấy tờ vẫn bình thường. Ví dụ Ngô Thủy Hoàng Hân thì bây giờ mình đổi là Thiên Thủy Hoàng Hân đại khái vậy đó, còn hoặc là mình muốn giữ cái họ của cha mẹ của thế gian mình cũng được, thì đặt là Thiên Ngô Tuấn Kiệt bốn chữ cũng được tùy. Nhưng mà cách nhận dạng sao, cách nhận dạng á, là trong tương lai ai mà có cái đó đó sẽ không có được nói láo, cứ nghe là ra đường hỏi cùng cùng đã mà mua cái vé đi về trời thì hỗ trợ lẫn nhau, thì cái sự đoàn kết nó tăng tăng lên. Thì những cái người từ như tất cả các quốc gia, từ Phi Châu hay là Âu Châu hay là Úc Châu rồi Trung Đông hay là Canada gì á, người ta cũng tự gia nhập được hết. À, ví dụ như thằng ông Donald Trump thì sau này là Thiên Don Trump. Còn ông Bảy thì là Thiên Biden vậy đó. Có chữ Thiên là ở trên là cho ưu hạn, là khỏi phải sắp hàng, tại vì 49 ngày á, sắp hàng mệt lắm, nó không biết đi về hướng nào á. Bên bên kia bao la lắm, bên kia nó giống như cái phi trường Jinko vậy, khổng lồ, đi lơ mơ lạc không biết đường nào á. Thì nãy giờ nói về cái dấu hiệu này, cái thời tận thế này, những người mình hiện hôm nay sắp sửa được chích thuốc ngừa đó, rồi chứng kiến được những cái cảnh tượng gọi là ly kỳ, surprise, bất ngờ trong lúc này nè. Mình chỉ nói về cái đạo thôi, để làm cái clip này riêng, để mai mốt mấy bác có gì cứ lấy ra coi lại ấy. Thì cách nhập đạo rất là dễ, và cách những 12 giới luật. Thì đạo này á, học tất cả Tam Đại Tạng Kinh của Đạo Phật, cũng dùng tứ diệu đế, duyên khởi, bát chánh đạo, rồi cuối cùng sẽ thoát luân hồi sinh tử, cũng y như đạo Phật. Nhưng mà đạo này mở rộng ra cái là phải nghiên cứu những cái đạo khác để hiểu, ở trên biểu vậy đó, phải nghiên cứu. Nhưng mà giữ 12 giới, khi mình giữ 12 giới thì người kia có đọc 12 giới, đánh chút kia đọc lại, khi mình giữ 12 giới á, thì trong đó có cái giới hơi khó là không sợ già, không sợ nghèo, và cũng không sợ chết á. Cái giới đó cũng hơi căng á. À, 12 giới đọc lại nha. Giới thứ nhất là không giết người, hại vật, phá thai, nên ăn chay hoặc dùng tam tịnh nhục. Giới thứ hai, không tham lam, trộm cướp, lấy của người làm của mình. Giới thứ ba, không uống rượu say sưa, sử dụng chất gây nghiện, cờ bạc. Giới thứ tư, không nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ. Kính hiếu cha mẹ, giữ tứ ân, trả hiếu tứ ân, trả quốc gia.
trả ơn cho tổ quốc. Giới thứ năm, không tài dâm, một vợ một chồng. Giới thứ sáu, không ngại nghèo, bệnh già, chết, giữ tâm đạo bền vững. Giới thứ bảy, không lười biếng, sống ỷ lại người khác. Cái này quan trọng lắm á. Tại vì nếu mình mà không làm được cái giới thứ bảy này á, là mình khó có ghi tên đi về lắm. Người mình phải lúc nào cũng phấn đấu hết. Tại xuống đây học mà, không phải xuống đây chơi đâu. Giới thứ 8 là không thù hận, ganh ghét, mưu toan hại người. Cái nghĩa là khi mình làm ăn đó mà mình có giới này á, mình đâu có tính toán hố lộ hay là gì đâu. Giới thứ 9 không ngã mạn, tranh quyền đoạt lợi. Nghĩa là ai giàu mừng cho ta, không có đi cướp đất của ta. Giới thứ 10 không kỳ thị tôn giáo, tôn trọng niềm tin người khác. Nghĩa là gặp nhà thờ cũng vô, cũng làm phụ trong nhà thờ, gặp đạo Hồi giáo cũng vô phụ người ta. Đạo nào cũng tốt, cũng là của cha đặt ra không à, toàn là God không à. Nó tất cả các đạo lớn trên thế giới để là toàn là thờ cha không, thì đạo này giờ cũng thờ cha. Cùng nhau hết, giống y hết, chỉ mình phân biệt thôi. Giới thứ 11 không tự hủy thân xác. Giới thứ 12 không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái hoạt động phi đạo đức. Giới này hiện giờ ở Việt Nam rất là nhiều, tại vì thời đại ma quỷ á, nó nhập đồng, nó giả dạng Phật mẫu, giả dạng Ngọc Hoàng, giả dạng xưng tên này xưng tên kia, rồi làm phép này làm phép nọ. Ma quỷ nó cũng có pháp thuật, cũng có thần thông vậy, cho nên ở trên nói là phải cẩn thận. Chứ giờ đến lúc mà gặp Phật thiệt thì lại không nhận ra, còn Phật giả thì lại móc chán. Thì giờ mình đang bị cái đó nhiều. Năm giáo đạo Phật thì năm 2017 là mẹ về lập tại nước Mỹ, để sau này cho người Âu Châu, người Mỹ họ hỏi thờ. Bên đạo Phật á là không có đấng tối cao, tại mình thờ Phật Thích Ca chứ là để là không có đấng tối cao sáng lập sáng tạo tối cao. Còn bên Thiên Tâm á là thờ Thượng Đế với Phật Mẫu, với hai vị thôi, cha trời mẹ đất. Rồi bên đạo Phật á thì họ tam quy ngũ giới tại chùa. Còn ở bên đây thì lại 12 hướng Đông Bắc, pháp danh là Thiên Tâm cộng với tên tục tự chọn. Thọ nhất quy, thập nhị giới. Thì để kỳ so sánh bên Phật với bên mới mình, bên Thiên Tâm. Ở bên đạo Phật thì Tam Đại Tạng Kinh, còn bên đây á cũng là Tam Đại Tạng Kinh, nhưng mà ở trên kêu mình nên tìm hiểu những cái đạo khác để biết, để mà mình có sự hòa đồng với người ta, nó là cởi mở hơn đó. Còn giới luật thì bên đạo Phật thì phải theo tăng đoàn, còn ở đây là mình tự giữ 12 giới vẫn được giảng sanh, tu ở nhà ăn mặc bình thường, cũng có gia đình rồi lo chuyện đời chuyện đạo, nhưng mà gán giữ 12 giới. Khác nhau chỗ đó lớn á. Bây giờ tăng đoàn thì tăng đoàn ở Việt Nam có mấy triệu thầy á, 93 triệu dân á, không biết mấy thầy dạy gì á, cũng y nhau hết, hai bên cũng y nhau hết. Thì bên đạo mới cha lập ra là cũng là Tứ Diệu Đế, Duyên Khởi, Bát Chánh Đạo, vô thường vô ngã, nhất quy 12 giới, tái sanh niết bàn, diệt trừ vô minh, thoát luân hồi sanh tử. Đó là so sánh hai bên vậy. Một bên á thì rất là để cho nó thích ứng với cái thời đại mới này á,
mình không có ra đường nhiều. Sau này ví dụ như ở đâu mình cũng tu được. Còn ngoài ra tất cả những cái đạo khác ở đây trên này nè đều là thờ Thượng Đế hết, nhưng mà họ không có thoát luân hồi sanh tử. Cha nói là các con xuống đây đâu quá trời lâu rồi, hàng triệu năm rồi, tỷ tỷ năm rồi, bây giờ phải đi về nè, đọc kinh Koran là kinh thánh gì đó, mà cuối cùng họ đâu có được thoát luân hồi sanh tử đâu. Họ nghĩ là trên tha, nhưng không có vụ đó, nghiệp không à, ai làm gì đều phải có nghiệp hết á. Còn ở bên cái bìa cuối cùng này là tu thân trị nước bình thiên hạ đạo Khổng Tử, thì như cái căn bản này cũng tốt, nhưng cũng đâu có thoát luôn rồi sanh tử đâu, đạo đạo không đạo đạo nho. Thì thế giới thống trị bởi tất cả những cái đạo này. Vì thấy cái trái đất ở trên lúc mà mấy vị đặt á, cái nước Việt Nam á, ngay giữa trái đất đỏ đỏ nè, đèn dạng đây đang chấm 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 rồi đó 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 là mấy người cũng nhọc nhọc cái computer này đó. Đạo Phật có 500 triệu người, đạo Công giáo có 2 tỷ mấy người trên thế giới, đạo Ấn Độ giáo 1 tỷ người, đạo Muslim 1 tỷ mấy người cũng thờ Thượng Đế, Do Thái 1 tỷ mấy người nhà giáo. Rồi đạo Đức Khổng Tử lập ra Confucian là đạo Nho, đạo Do Thái là ông Rama, người giống như thiên sứ hay gì, ông Mohammed thì cũng vậy, sáng lập ra đạo Hồi. Đạo Hồi là đạo dữ nhất thời nay, tùm lum ở bên Trung Đông, Iran, Iraq đồ quá trời, là Mohammed ông truyền tin. Nhưng mà họ vẫn thờ God, người sáng lập là khác nha, thờ là khác nha, nó không biệt á. Ở người dạy là khác nha, cũng giống như cha cha lập ra cái đạo mới Thiên Tâm, nhưng mà người dạy sẽ là Chúa, sẽ là Phật Di Lặc, khác, hai câu chuyện khác. Còn người lo kiếm xi măng kiếm cây đến để xây dựng là khác nữa. Ba người không có người đạo đạo Ấn Độ nó quá lâu, tới 10.000 năm trước công nguyên, cho nên nó cũng không biết ai là sáng lập. Có những cái đạo á, đích thân á, phải mang cái thân người xuống thế gian thì có cái lịch sử, giống như Chúa Giêsu có lịch sử, ngày đó ngày sanh ra tại gì ta, tại hang lừa Bethlehem, con của ngài Joseph với Đức Mẹ Maria. Rồi Phật thì Thái tử thì là có thân người, có lịch sử thành lập đạo. Nhưng có những cái đạo là theory, tức nghĩa là trong cái truyền thuyết thôi, cũng giống như bây giờ nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông là Phật A Di Đà, ngày đâu ngày chưa, thì cũng là một cái nói qua của Phật Thích Ca, nói một cái khúc chuyện thôi, là họ mà nhiều người giờ cũng tu theo cái đó. Còn tất cả các đạo đều có đền thờ hoặc là nhà cha xứ để mà bắt đầu họ mới gia nhập được. Còn ở bên Thiên Tâm á, cha nói thời đại mới thì cứ ra ngoài sau hè cũng gia nhập đạo được nữa. Còn kia phải nhà thờ, phải có đạo sĩ rồi á, là mình đang nói ở đây nè. À, là mới mới vô đạo được. Còn đạo Khổng Tử phải vô trường học, phải kiếm thầy. Còn giờ thầy mình là cho nó online những cái hay, học trên đó kinh điển kinh thánh. Bên Công giáo học kinh thánh có 2 cuốn kinh Tân Ước, Nữ Ước,
Bên đạo Ấn Độ là kinh Vệ Đà, đạo Hồi là kinh Koran. Họ không có biết luôn rồi Thánh Tử. Bên đạo Hồi á, đọc kinh Koran với kinh Thánh này Công giáo rồi, họ không có hiểu là, xin lỗi rồi. Mình không có muốn luân hồi sinh tử, mình muốn ở chảnh luôn. Tứ thư còn ở bên bên Thiên Tâm cha đặt ra là sau này á, lấy giới luật làm đầu, giới luật của Phật với giới luật Thiên Tâm làm đầu. Còn bên đây á có tăng đoàn, bên đạo Phật thì phải theo mấy ông thầy nói gì phải nghe ở đó. Công giáo thì hội thánh với giáo chức. Bên Ấn Độ giáo thì đạo sĩ du già. Còn bên bên kia là các nhà lãnh đạo, cũng giống như tổng thống Iraq vậy đó, là bên đạo Hồi á, là những nhà phải nghe lời những nhà lãnh đạo, đó là sai hết. Đạo bây giờ chiến tranh tối ngày á, sau này thời hoàng kim không còn chiến tranh nữa. Tự nhiên á, mình đạo thôi, mình làm gì phải nghe lãnh đạo chế vũ khí quân tử rồi đùm la mệt mấy vụ đó. Còn bên đạo Do Thái thì giáo sĩ với mục sư. Còn bên đạo Khổng Khổng đạo lão thì lấy sách cho đọc, sau này để không có rồi. Xuống đây căn bản giáo lý thì bên Thiên Tâm thì học theo kiểu Phật, y chang y đúc như kiểu Phật, không khác gì hết. Mở rộng ra được nghiên cứu qua bên đạo khác, nhập đạo cũng dễ dàng. Bên đây thì bên đạo Công giáo là chỉ có học trong 3 năm của Chúa Giêsu ở thế gian thôi, lúc Ngài tại thế trong 3 năm thôi. God watching over care for his people, Jesus Christ was the son of God. He died to save humanity from sin, his death and resurrection make eternal life. Cái này á, hồi xưa mấy vị nói kìa một lần. Cái kìa hiếu kỳ, kìa hỏi sẵn đây, kìa nói luôn. Kìa hỏi về mấy giáo chủ trên đời, kìa hỏi về Phật Thích Ca với cha ai lớn hơn. Sao này? Phật nào cũng là con của cha mẹ hết á. Có thân người mới mới tu thành Phật. Bước bảy bước là thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn. Thiên thượng là trên có ông trời, thiên hạ là mình chúng sanh. Duy ngã là chỉ có một đạo thôi, một tôn giáo thôi. Còn đang nói về Chúa, có một lần việc hỏi Chúa Giêsu là ai, ngài đây làm sao anh này nọ, hỏi thăm vậy. Cái trên mới trả lời á, dưới thế gian sai một điều. Cái này mình nói nó sẽ hơi sốc hơn những người đạo Công giáo nha, nhưng mà xin lỗi các bạn nha, cái này chỉ nói những gì thì có hiểu biết và 100% kinh nghiệm thì hỏi qua. Nếu các vị tin thì có cái sự cầu thông các đấng bề trên xưa nay á, thì cái này là thật á. Thì lúc đó đó ở trên mới trả lời cho Kiệt biết á, Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát cũng giống như muôn triệu Bồ Tát khác. Ở ngoài trời á, có cả 100 triệu Phật khác nhau, Phật lớn, Phật nhỏ, Phật Thích Ca, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thích Nhân Đăng, cổ Phật, Phật Ngọc Bích, Phật đủ loại Phật hết. Thì Bồ Tát cũng đủ loại Bồ Tát, cả triệu triệu Bồ Tát. Thì thời Chúa Giêsu xuống đời, xuống thế gian á, thì Ngài có nguyện lực để chịu đóng ba cái đinh á, để chịu tội thế gian á, là một cái nguyện lực để về thỉnh lý, cũng giống như xin cha một cái nhiệm vụ như vậy đó. Nhưng mà dưới thời gian bên Công giáo bây giờ không biết qua bao nhiêu thời đại của các triều vua La Mã hồi xưa họ thay đổi kinh sao mình không biết. Chứ đích thân kỳ hỏi là Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát như 100 triệu Bồ Tát khác,
Còn dưới này á, họ cứ nói Chúa Giêsu là con của Thượng Đế. Thật sự tất cả đều là con của Thượng Đế hết, chứ không phải là ai không con. Nhưng mà con sub-direct, nghe là hay là direct. Direct là 24 người con, 12 người con trai, 12 người con gái đầu tiên mà trong vũ trụ mà cha mẹ sanh ra, khi mỗi đứa mà cha mẹ có mỗi cái nguyện lực để tạo ra bằng cái điển thiên ấy, thì khác. Còn mà sanh dạng vật trên thế gian này là khác. Cái đó bên cao đài họ họ có hiểu mấy cái này á. À, thì trả lời cái đó luôn. Nó thua là một vị Bồ Tát như trăm nghìn vị Bồ Tát khác. Bên thiên tâm cha đặt ra là mình đó, đến mình ở dưới này quá lâu rồi, xưa giờ không có đạo nào để thoát luân hồi sinh tử với siêu việt. Thì hôm nay cha làm một cái chung dung là thiên đạo, đạo trời, pháp Phật và thoát luân hồi sinh tử, để nó áp dụng với cái thời đại gia hoàng kim, cái thời đại văn minh của mình. À, còn đạo Phật đó, thì phải tiến sĩ học Phật, phải học này học kia, phải buông bỏ một một bát ba y, chứ đâu có được cầm tiền, còn không có được ngồi xe nữa, phải đi chân không thì nó hơi khó. Còn bên yên tâm á, vẫn thoát luôn rồi sinh tử, vẫn có gia đình, tu tại gia, nhập đạo rất là dễ dàng. Cái nghĩa là ở trên mở rộng ra con đường cho mình, mục đích chính vẫn là tu tâm sửa tánh thôi, chứ không có gì hết. Thử cái gì mà tu tại gia mà ngồi thiền á, thiếu gì người người ta cũng đắc chứng vậy. Thí dụ như ta nói là làm sao tôi được về cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là cõi cả tầng hai mấy trở lên, những vị A-la-hán. Ở thế gian mình mà mình muốn biết mình ở cõi vô sắc giới hay không, nó rất là dễ. Đương đóng tiền trước mặt, đương đóng vàng trước mặt, và đồng thời mình thấy con gái rất là đẹp, nhưng mà mình nhìn mà mình không có động vô tâm, mình không có recording, chỉ view thôi, thì mình thấy những cái đẹp, những cái đó mà mình không có nhập tâm á, đó là vô sắc giới rồi. Là mấy vị nói là vậy đó, là đã đắc chứng tại thế gian á, gọi là tu ở ở ở ở cõi mình, đắc tại cõi mình là từ chỗ đó. Này quý vị mà hỏi về đạo mà sau á, đáng chờ nhé, mốt sư phụ xuất hiện thì hỏi. Hôm nay kia giới thiệu sơ sơ về cái này để cho những ai mà nằm trong bệnh viện bây giờ nè, mà muốn ghi tên đi về á thì ghi cũng còn kịp á, chứ còn hơn là lon bông mà lúc mà rút cái ống ra rồi cái xác lạnh ngắt, rồi lúc đó là chưa có ghi tên nữa, sắp hàng dài lắm. Tại 49 ngày bển giờ đông người lắm, đông người sắp hàng. Thì cái dấu này từ có từ năm 1978, tính ra bây giờ cũng vô năm ta 4 mấy năm đó, 4 mấy năm. Mà nhiều người hiểu lầm là thánh giá, không phải nha, dấu chữ thật. Mình nhìn này mục đích để mình nhớ hai cái ngang là bình đẳng, trên là hướng thượng, dưới là trái tim. Thì tại sao Kiệt lấy cái này, Kiệt làm cái cờ của Thiên Long Sơn luôn, thì để cho tất cả mấy chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên á, ở ngoài không gian đó, họ có đi dạo xuống thế gian chơi, hay là những cái lễ lộc trung thu rồi của Thiên Long Sơn hay tổ chức đó, họ ghé họ thăm và họ cũng đảnh lễ. Thì hôm nay cũng mạo muội làm cái clip này, nói sâu sơ sơ một chút. Thì những cái clip sau thì coi comment quý vị có gì thắc mắc thì Kiệt sẽ nói thêm. Chứ trong tương lai mình không có thể ai cũng giành thượng đế của tôi, đặt bom ôm bom tự sát mà giết người. Thượng đế không bao giờ kêu mấy chuyện đó, quỷ nó nạp danh thôi. Cũng giống như bây giờ con dịch Vũ Hán đó, người làm đổi thừa người kia, bên dân chủ đổi thừa bên quận hoài đó, tự mình làm mà tự mình đổi thừa. Thì sau này không có ai giành thượng đế nữa, mà giết người nữa.
kết luận lại vào thời vàng kim, nhân loại của mình sống rất là hiền hòa, ai cũng là người tốt, người xấu là bắt đầu sẽ chết từ đây cho tới 3 năm nữa, chết nhiều lắm, chết như rạ, đột tử chết, đủ thứ chuyện để chết. Chiến tranh nữa, trên cho cái đạo này ra đời, con cái là như bây giờ mình không, nếu mà ai từ mỗi cái thì chỉ nói cái này nó y như đạo Công giáo, nhưng mà nó upgrade hơn, tức là nó được dân được gì á, tu chỉnh hơn, là học Phật phải ngồi thiền để cho và biết có nhân quả, làm gì cũng có nhân quả chứ, trên cha đâu có tha đó, cha đâu có rảnh đâu mà đi xuống tha tùm lum, làm lỗi thì tha hoài, không lẽ 1 năm mình làm lỗi 5 lần tha không có, cái đó ở dưới này để mình chế thôi chứ không có, đều có nhân quả hết. Hồi xưa Phật gõ đầu con cá cốc cốc 3 cái Phật còn bị nhức đầu suốt đời, trong khi Phật đã tu đắc chứng có thần thông rồi đó. Nhân loại thời kế tiếp là có Đại Phước, có cái đạo mới, có Phật xuất hiện để sống chung với mình, để dạy mình, và đồng thời sau cái bầu cử này chỉ còn lại những người tốt, từ ở trong chức cao của Mỹ cho tới thế giới cũng hòa bình lại hết, không có khủng bố, không còn bệnh Covid, không còn bệnh tật nữa, không còn chiến tranh nữa, nhà ai nấy ở, đất ai nấy sống. Đó. Thì mình gán đây, từ đây cho tới đó không còn bao xa nữa, sát bên này, ngay cái ngảnh cửa rồi, ngay cái corner tới góc quẹo rồi, thì gán giữ gìn sức khỏe, gán ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không có được sát sanh, tại mình sát sanh là mình cộng cái nghiệp. Đạo đạo Thiên Tâm mới cha nói không có, trên là không có cho sát sanh đó. Nhiều người hỏi nó, bây giờ người ta dùng chữ, người ta lý thuyết, người ta nói nhiều lắm, nhưng mà không có tiện để giải thích lùm lại trên này, nói nó hơi lòng vòng. Chứ quỷ ma với dư luận viên nó dùng 3 cái kinh điển Phật, với nó dùng những cái nickname đồ hay lắm, đời Thượng Quan Thánh Đức, cõi vô thường, đó là tụi nó không á, tụi Hoa Nam, tụi Trung Cộng không, vô nó comment, nó nói kinh Phật rào rào hay lắm. Mà mình phải hiểu cái người mà có tâm Phật á, nghe một cái là giật mình, là thích nghe, còn người mà tâm quỷ á, nó nghe nó bị sốc lắm, nó chịu không có nổi, nó ghét vậy đó. Còn ma quỷ thời nay á, thích nổi danh, thích là giảng đạo, nói bậy nói bạ ở trên đó. Cho nên mình làm gì á, mấy vị dạy kiệt mấy năm trước á, mọi người đều phải có chánh kiến, thì thường nhắc cái này hoài, ai cả Phật tử mình cũng vậy, mình đừng có sùng bái một vị thầy nào của mình quá. Đến khi á, mình thấy những cái chuyện không có đúng á, mình thất vọng rồi mình thối tâm Bồ đề. Kiệt thường nhắc mấy bạn đạo kiệt xưa giờ vậy, coi kỹ ở đâu đây giờ thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, thầy thiệt thì không có nhiều, thầy giả thì quá trời. A Di Đà Phật. Đại khái sơ sơ để coi kiệt có gì nữa, kiệt sẽ clip này tí luôn.
Mấy cái này thì sẽ post lên trên cái Facebook đó, quý vị tự download xuống rồi nghiên cứu. Chỉ nói đại khái mấy cái chủ yếu mà các quý vị không có kịp biết. Thì hôm nay thì làm cái clip này nói về đạo một chút. Còn quý vị nào nghe được thì nghe không được thì giữ ở trong cái kho. Phan phán tuyên bố thì nghe. Thường cái này ra là sẽ có một số những người hiểu về đạo và tu đạo sẽ phản ảnh nhiều hơn là người thường. Thì các huynh bên đó chờ. Nãy chị có nói rồi, chị chỉ nói về, giới thiệu sơ cái khung. Thì Phật Di Lặc xuất hiện, ngài sẽ xuất hiện, ngài sẽ giải thích rõ hơn. Còn phần kia chỉ nói sơ sơ vậy đó. Thì cái này là của ngài chứ không phải của Kiều, của ngài cơ chung. Thì ngài sẽ giải thích hay hơn. Còn Kiều đó thì mấy gì biết Kiều là về sao rồi. Thì Kiều chỉ nói vậy thôi. Ai về đạo Phật có gì sai, có gì không đúng, xin hoan hỷ nha các huynh các muội. Thì những người bây giờ á, mà hiểu được thầy ở trong bệnh viện hay là bất cứ đi đường hay ở đâu á, cái này nó tốt cho những người lén vợ lén chồng mà để mà ghi tên đi về á, đâu ai biết, tự mình biết thôi. Mình đặt cái tên của mình hay mình Nguyễn Nhân A, hôm nay là mình Thiên Nhân A, ai đâu biết. Thì mình làm những cái email, những cái nickname có chữ Thiên Thiên á, thì khi lên trên mạng hay này nọ đó, để gom lại nhau rồi từ từ đó nó sẽ có sự tương đồng hỗ trợ rồi mến nhau từ cái nhìn, nói chung mà giống như cách nhìn nhận nhau trên đó vậy đó. Chứ sau này cái đầu nó toàn thế giới, nó không có sau này không biết những người ta sao lãnh đạo sao, cái hệ thống sao, nhưng mà nó là cái gì nói sau này sẽ là rất là lẹ, rất là phát triển, rất là lớn để mà thống nhất tất cả các đạo. Thường á, ở mặt đời của mình cũng giống như qua cả năm nay mình thấy có nhiều chuyện mà con người và những nhà thông minh lỗi lạc cũng chưa từng nghĩ ra, hôm nay cũng nghĩ tới. Thì hôm nay chuyện nói như vậy cũng giống cái clip tháng 2 chuyện nói Đài Loan sẽ độc lập, rồi chiến tranh, rồi bệnh tật, rồi ông Trump sẽ thắng rồi này nọ, đủ hết cả. Hà Kiệt tới ngày hôm nay cũng chưa biết được á, luật pháp Mỹ mà nó tùm lum la vậy đó. Kiệt chỉ biết cuối cùng ông thắng, Kiệt chỉ nói cuối cùng ông thắng thôi, chứ Kiệt cũng đâu biết rồi hạ viện cử chia đoàn, đại cử chia đoàn, rồi quốc hội hạ viện ô tùm lum la, bữa giờ đấu qua đấu về đêm không biết tới khúc nào mới khúc kết cuộc. Bữa giờ là giống như hai bên boxing không biết bao nhiêu hiệp luôn rồi đó, quá trời á. Thì về phần kia Kiệt rất là thật lòng, Kiệt nói thật với quý vị là từ kinh nghiệm thôi. Kiệt không có pháp môn gì hết, chỉ có pháp môn nói thật và nói thiệt. Thì ai thương Kiệt, ai tin Kiệt thì hiểu, thì tốt thôi, chứ Kiệt cũng không có gì. Thì cả cái đạo này cũng vậy, nó cũng hơi khó hiểu và người ta không có tưởng tượng ra làm sao có thể thống nhất được. Quý vị nên nhớ á, người tính không bằng trời tính. Kiệt đã nói rồi, cái này cha là người đích thân đặt ra, cha nói cho Kiệt biết, mẹ là Phật mẫu và các chư Phật, cả Phật A Di Đà nữa Kiệt cũng đã gặp rồi, Phật Thích Ca Kiệt cũng đã gặp một có lần, ngài cũng nói con phải khổ, các chư Phật Kiệt gặp á, Phật Dự Sư Kiệt cũng gặp rồi luôn.
Thì trên đó hội đồng chư Phật đã ấn chứng cái này rồi, và đồng thời tam cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng đã ấn chứng cái đạo này rồi. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng đều biết cái này hết, trong cõi vô hình tất cả các gì đều biết hết. Rồi dưới Long Cung Thủy Cung có một cái thế giới nữa nha, là bên 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 vợ là cũng cũng đã ấn chứng cái này. Khi mình mất á, cái này mới là cái quan trọng, chứ không phải cái tên Nguyễn Văn A thế gian mình, hay là hôm nay mình anh hùng lỗi lạc lã gì qua bên kia người ta không cần biết cái tên đó. Đại khái mình nói gì đó nha. Như là Phật xin tạm biệt. Rồi nếu mà cái clip này ngày mai Kiệt lên núi, Kiệt thỉnh các chị gì để Kiệt upload lên để phổ biến. Nếu mà trên cho Kiệt sẽ upload, còn nếu không cho thì là hoặc là chắc sẽ cho nhưng mà chưa đúng lúc thôi. Cái tham minh, cái thời gian nó quan trọng lắm. Thì nếu mà quý vị đã nếu mà ngày ngày mai xin mà trên cho, mà quý vị mà đã coi được thì có nghĩa là ở trên đã cho đó, thì xin chào đó. Xin chào A Di Đà Phật, năm mới hỡi lễ lạc, xin chúc tất cả các mọi người một mùa Giáng sinh, một mùa lễ đầm ấm vui vẻ bên gia đình, bên con cháu thật là hạnh phúc, và giữ gìn sức khỏe quan trọng. Lúc này là không có đi đâu gặp ai hết, để còn có mấy tháng nữa gặp Phật Di Lặc rồi, uổng lắm. Nói Đà Phật con chỉ dặn các bác vậy, gán ở nhà giữ gìn sức khỏe, các em các cháu gán hiền lại, có hiếu với cha mẹ, mua quà rồi tặng cho cha mẹ lễ lộc. Xin tạm biệt A Di Đà Phật, xin chào.